Chào các bạn, bữa nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn một anh bạn hoàn toàn mới, đó là chiếc Honda City. Có thể các bạn nói với Khanh là cái chiếc xe này nó mấy năm nay rồi chứ nó không có gì đâu mới. Nhưng mà đối với Khanh, đây là một cái nhân vật mới mà Khanh cũng muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là chiếc City phiên bản E. Chúng ta sẽ có City Top là phiên bản L, giá 599 đúng không ạ? Cái phiên bản thứ hai của City đó là phiên bản G, gọi là CVT đó các bạn, là 559 triệu. Thì hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn phiên bản E, 529 triệu, rẻ hơn phiên bản G 30 triệu. Thì trong 30 triệu này nó sẽ thua gì so với phiên bản G? Thì trong video này Khanh sẽ giới thiệu hết cho các bạn là sự khác nhau giữa hai phiên bản E và G, lệch nhau 30 triệu gồm có những món gì. Và Khanh cũng muốn chia sẻ cho các bạn là số lượng của phiên bản E hiện tại không có nhiều. Nếu mà các bạn thích, các bạn nhanh chân đặt hàng trước giúp dùm Khanh, chứ không thì chúng ta cũng không còn hàng, bởi vì cái giá xe này nó rẻ. Nhưng sẽ bất ngờ cho các bạn là 30 triệu này bỏ đi những cái món mà gần như các bạn cảm thấy nó không bỏ luôn. Rồi, đây đứng kế bên Khanh đây, đây là chiếc xe phiên bản G chứ không phải phiên bản E nha. Phiên bản G, Khanh nhắc lại là đây là phiên bản G. Khanh sẽ giới thiệu sự khác nhau giữa G và E, tại vì hôm nay cái phiên bản E nó chưa về tới đại lý. Nhưng mà giá đây Khanh có rồi, 529 triệu. Còn để các bạn lăn bánh đủ phí và thuế thì nó sẽ xung quanh con số 599-600 tùy theo địa phương nha. Còn chi tiết các bạn gọi điện lại cho Khanh theo số điện thoại 0996-773-366 thì Khanh sẽ giải đáp rõ ràng hơn về chiếc City E này cho các bạn. Khanh nói với các bạn rằng là tổng thể hai chiếc xe này chạy qua các bạn không biết chiếc nào E, chiếc nào G hết. Như bản top luôn, cũng giống như bản top luôn. Về phần đầu xe, đây đầu xe, Khanh nhấn đi từng bước nha. Đầu xe thì đầu xe nó với cái phiên bản E, phiên bản G hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau một điểm là cái đèn sương mù nó sẽ không có. Đèn sương mù phiên bản E không có nha các bạn, G có đèn sương mù. Rồi, các bạn thấy đèn sương mù có cần không ạ? Tùy theo cảm nhận của mỗi người, mà nếu các bạn có trang bị thêm thì số tiền cũng không đến nổi nha. Rồi, mời các bạn di chuyển qua bên hông xe, giới thiệu cho các bạn tổng thể hông xe hoàn toàn giống nhau, máy móc, máy, hộp số là xài chung rồi nha. Còn tổng thể hông xe là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau một điểm duy nhất ở cái phần gương, đó là gương gập tay chứ không phải gập điện. Các bạn nhớ nha, gương gập tay. Cái xe G gập điện, mặt gương vẫn là chỉnh điện, lòng gương á, cái lòng gương nó lật cái khiến á là bốn hướng chỉnh điện, nhưng mà gập vô là bằng tay. Rồi tùy theo các bạn cảm nhận là cái xe mình có cần gập điện hay không gập điện, thì cái này tùy theo cảm nhận, độ lệch 30 triệu. Mâm, bên hông, tay nắm cửa và nút đề start stop một chạm giống như cái xe bản G này có luôn nha. Một chạm có nghĩa là gì? Khi các bạn đi ra ngoài, các bạn bấm nút cái nút tròn chính giữa nè là lock đúng không ạ? Còn các bạn đưa tay vô là mở, hoàn toàn tiện lợi. Còn các bạn vào trong xe, chìa khóa chỉ cần để trên người thôi. Còn các bạn để quên chìa khóa trong xe thì không có lóc cửa được. Rồi, về tiêu hao nhiên liệu, rồi chia sẻ với các bạn, nó cũng sẽ giống với lại cái phiên bản G này luôn. Xin mời các bạn mình tiến lại gần mình coi cái mức tiêu hao nhiên liệu là nó sẽ trung bình là 6 lít 1. Còn các bạn đi trong thành phố thì nó sẽ khoảng là 8 lít rưỡi, còn các bạn đi đường trường thì nó khoảng 5 lít rưỡi. Rồi, đây là cái phần hông xe nha. Rồi, giới thiệu tiếp cho các bạn về phần đuôi xe. Đây là phần đuôi xe. Đố các bạn biết nó khác nhau điểm nào. Nếu mà chiếc xe bản E với bản G mà chạy ra ngoài đường á, các bạn chẳng không bao giờ biết chiếc xe bản E, bản G. Bởi vì nó chỉ khác nhau về cái phần camera da và các phần cảm biến da. Nếu mà các bạn mua xe thì Khanh nghĩ hồi nãy phần đầu xe Khanh giới thiệu là gì? Thiếu cái đèn sương mù. Phần hông xe Khanh giới thiệu là thiếu cái gập gương điện. Và đến phần đuôi xe đây, Khanh giới thiệu cho các bạn là nó thiếu cái camera da và cảm biến da. Thì camera da, cảm biến da với số tiền rất là nhỏ, các bạn đã có thể có hai mẫu này. Rất là nhỏ luôn. Rồi, bây giờ là sự khác nhau giữa đầu xe, hông xe và đuôi xe rồi đúng không ạ? Chúng ta vào trong xe đi, Khanh giới thiệu sự bất ngờ. Để xin mời.
chiếc xe đây là cái phần hàng ghế sau các bạn. Hàng ghế sau của xe City Air vẫn có cái cửa gió hàng ghế sau nha. Đây là một điểm mạnh của Honda City đó các bạn, vẫn có cửa gió hàng ghế sau. Rồi mời các bạn mình ra cái phần táp lô phía trước. Đây táp lô phía trước giới thiệu luôn cho các bạn. Đối với cái City G và City Air, cái phần táp lô phía trước này hoàn toàn giống nhau 100%. Đây giới thiệu cho các bạn, lẫy số vô lăng có, ga tự động cruise control có, nút bấm start stop hồi nãy anh giới thiệu bên ngoài rồi, màn hình có luôn, giống như vậy luôn. Chiếc điều hòa cơ, rồi cần số tay nắm giống nhau. Cân bằng điện tử có, khởi hành ngang dốc có, hệ thống phân phối lực phanh điện tử có. Các bạn thấy không ạ? Thì 30 triệu này không biết là có làm cho các bạn sao xuyến không. Nội thất cách thiết kế giống nhau luôn các bạn, chỉ khác nhau một điểm chút xíu à, chút xíu thôi. Đó là cái tay nắm cửa các bạn, nó sẽ không có xi chrome giống như cái xe này, mà nó là sơn màu xám xám á. Rồi. Thì xin mời thôi bây giờ sự lựa chọn xe là do các bạn quyết định, đúng không ạ? Thì trên đây là Khanh đã giới thiệu cho các bạn về những điểm khác nhau của chiếc xe Honda City phiên bản E và phiên bản G. Hai giá lệch nhau là 30 triệu, một cái là 529 và một cái là 559 triệu. Thì các bạn lựa chọn phiên bản nào? Hãy gọi điện cho Khanh ra số điện thoại 0996 773366. Các bạn lưu ý, số lượng xe City phiên bản E không có nhiều. Rồi, nếu mà các bạn thích phiên bản E, các bạn gọi điện cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn rõ ràng hơn về chương trình mua xe. Khanh có một cái chương trình mua xe rất là hiệu quả, mời các bạn, nhất là những các bạn mà đang sử dụng, cần một chiếc xe kinh doanh dịch vụ. Các bạn kinh doanh dịch vụ bây giờ, nếu mà các bạn chạy Grab, Uber, các bạn có thể sử dụng chiếc xe này, hoặc là chạy taxi sử dụng chiếc xe này, số tự động, chạy trong thành phố, tiêu hao nhiên liệu, Khanh dám chắc các bạn không lệch đi số sàn. Nhưng chi phí bảo dưỡng chắc chắn là sẽ thấp hơn số sàn, bởi vì cái phần hộp số của chúng ta là không có thay, mà chúng ta sẽ chỉ có mỗi thay nhớt theo chu kỳ bảo dưỡng. Còn số sàn các bạn sẽ thay chân côn các bạn, thay chân côn và độ mòn côn thì tùy theo mỗi người. Thì cái này mỗi bạn có một cái đánh giá và mỗi bạn có một cái cảm nhận khác nhau. Thì Khanh nghĩ là cái số tự động sẽ không lệch chi phí sử dụng so với xe số sàn. Thì các bạn nên sử dụng cái xe số tự động để các bạn kinh doanh dịch vụ, nó sẽ nhàn hơn và khỏe hơn cho các bạn. Khanh chương trình mua xe thì Khanh sẽ gửi đến cho các bạn trong video clip sau. Và xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Các bạn cảm thấy yêu thích video, các bạn nhớ nút like đăng ký phía dưới bên phải màn hình, coi như cách ủng hộ Khanh. Và xin cảm ơn và xin chào.